Hello everyone, welcome back to Hello Have a Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, mà người đó chính là Hào. Và cocktail chính của ngày hôm nay sẽ là một beer cocktail được mang tên Pumpkin Ale. Lẽ ra là hôm nay họ sẽ làm một classic cocktail nữa, nhưng mà có vẻ như là họ muốn thay đổi một chút xíu. Thế là họ lên cái YouTube của mình và hỏi các bạn, thì các bạn đã recommend họ làm một cái cocktail nào có liên quan đến bia. Thì nếu mà các bạn biết đó, thì những cái loại cocktail mà liên quan đến bia mà nổi tiếng trên thế giới là Michelada nè, hoặc là Sandy. Thì hôm nay họ sẽ làm một cái version, mà cái version này được sẽ kèm với một cái loại bia mà rất là phổ biến trong cái mùa này. Thì các bạn biết là mùa hè đã qua rồi, thì chúng ta đang đi đến vào mùa thu. Thì khi mà mùa thu đó thì nước Mỹ sẽ ra một cái loại bia rất là phổ biến được mang tên là Pumpkin Ale, có nghĩa là bia đỏ, dành cho kéo dài đến hết Halloween luôn. Thì cái bia này rất là phổ biến, thế là họ nghĩ ra là mình sẽ biết làm gì hôm nay. Và những thành phần cần thiết để chúng ta có thể làm được cái món Pumpkin Ale này là sử dụng Spice Rum để làm cái liquor base ha. Tiếp theo là mình sẽ cần chanh tươi hoặc sử dụng lime. Các bạn biết đó, khi mà vào cái mùa Halloween này đó thì cái gia vị mà rất là phổ biến đó là cinnamon. Thì có cái này là quế ha, quế này là quế bột. Thì mình sẽ sử dụng garnish thôi. Nhưng mà một phần tiếp theo thì mà sử dụng đường hay simple syrup thì họ sẽ sử dụng maple syrup. Thì cái này nó có cái mùi của lá phong và cái mùi rất là mùa thu, nên rất là phù hợp cho cocktail ngày hôm nay. Một điều đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ không có shake hoặc là stir cocktail, mà chúng ta sẽ dùng cái blender, là cái máy xay này, để xay cocktail ra thành cái slushy là như sinh tố vậy đó các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành làm Pumpkin Ale. To ask a question if you happy girl I'll change your mind anytime in this happy world let's go and kick it you and me and see what love unfurls cause girl I bet you love some tugging on them lovely curls hold up a week up after that believe we started dating my heart was racing but never felt my time was wasting my mind was chasing ain't no debating I'm feeling you and trying to get together figure out what to do even after some disasters we were making it work but never did I ever think that you would do in the dirt stay cute while you smile in your brand new skirt just happy that we've been together and we never get hurt so say girl why you kick it with them guys all dumb if you ever got some worries run with me all done change the picture that you paint until the paint all gone cause I'm just falling for the artist like your name on some like wonder if you spent the winter all alone yeah cause I done please fall I've done please fall stuck in the cold cause there's nothing left to hold yeah Even right outside the door Then we running back together Cause I know you wantin' more Trying to see what's between us And know what we got in store But the pain we feel is real And still it got me feeling so You've been feeling me And I've been feeling you Wondering on what we really trying to do Thinking every night Laying up in bed And wonder if it's true Hoping that the pain I'm feeling won't it too Got me feeling like Vậy là chúng ta đã có Pumpkin Ale mà Hào vừa làm xong. Bây giờ sẽ cái phần mà chúng ta sẽ thử nha, rồi chúng ta sẽ bàn về các cocktail này. Cheers! Trời ơi! Wow! Ngon ngoài tưởng tượng các bạn ơi! Wow, so good! Rất là hài lòng luôn á. Tại vì các bạn biết là cái cinnamon ha, cái cinnamon là cái quế, cái bột quế
nó hòa với lại cái mùi của cái pumpkin ale này. Mà Học quên nói với các bạn một điều, đó là cái pumpkin ale này đó, là cái bia này thì nó sẽ có rất là nhiều của cái mùi cinnamon nè, những cái mùi mà khi mà Christmas, cái mùi holidays, là cái mùi của Giáng sinh đó, các bạn ngửi là cái mùi đó đó, là trong cái pumpkin ale này có rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà Học sử dụng cinnamon, mà Học không có để cinnamon ở trong để mà xây chung, là tại vì Học không có muốn lợn cợn và cái mùi quá nồng. Học chỉ muốn là để trong cái miếng chanh á, thì nó sẽ một chút xíu nó sẽ làm cho cái vị nó hòa thêm thôi. Điều thứ hai là Học sử dụng Sailor Jerry, mà cái loại là mà spice rum, là cái loại mà nó có cái mùi vị của cinnamon, những cái mùi spice ở bên này là các bạn hiểu như là hồi quế, là những cái loại đó ở trong cái này rồi, nên là cái sự cộng hưởng rất là nhiều. Thứ ba là Họ sử dụng maple syrup mà không có sử dụng nước đường thường. Bởi vì maple syrup hồi nãy Họ nói với các bạn là cái mùi của lá phong, là cái mùi của holidays, cái mùi của hồi quế và cái mùi của pumpkin spice. Ở bên Mỹ cái thời điểm này đó là mọi người bắt đầu trang trí nhà cửa với những cái lá phong khô ha, những cái quả pumpkin, là cái quả bí đỏ ở trong nhà, nên là những cái mùi vị và những khẩu vị này làm cho mình nhớ đến cái thời gian sắp tới là mùa Halloween, cái mùa fall, là cái mùa thu này. Nên là thực sự là hôm nay làm rất là hài lòng với cái cocktail này, và cảm ơn bạn, một người bạn ở trên YouTube mà theo dõi Hào từ đầu đến bây giờ đã giới thiệu recommend cái này, nên là rất là cảm ơn bạn nhé. Cheers tất cả mọi người. Một điều nữa là Hào blend, Hào xay cái này ra cho cái texture, cái vị của nó sẽ thú vị hơn. Bởi vì nếu như mà bạn có tìm hiểu và tham khảo những cái bài về bia trên mạng, cocktail bia đó, thì thường là họ chỉ là mix hai cái đồ uống lại, nó chỉ toàn là nước thôi, nó sẽ không có cái gì đặc biệt. Mà đôi khi là họ sẽ làm giống như là mimosa ha, hoặc là họ làm Bellini, thì hai cái đó chỉ là nước, rồi họ thay vì họ đổ sparkling wine vào thì họ đổ bia vào, nó không có gì là lạ hết. Nên là họ nghĩ là làm cái này như vậy á, thì nó sẽ lạ hơn, và các bạn thấy không, uống nó sẽ lạnh hơn và chắc chắn là sẽ xỉn nhiều hơn. Ok, vậy các tập đến đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cái thời điểm này ha. Nếu mà bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like nè, subscribe và chia sẻ. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Và Hào xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Hào. Hy vọng là bạn sẽ ủng hộ về cái series mới của Hào, Why Not. Tại vì đó là một trong những cái phạm trù mà Hào cũng đã được trải nghiệm và học hỏi. Hào chỉ muốn là có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Hình như là không có nhiều người làm về cái Why này, nhưng mà Hào có xem một vài bạn làm ở trên Why, nhưng mà Hào nghĩ là Hào muốn đi sâu vào cơ bản và chia sẻ thêm chi tiết thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello How. Mix it up, why not, maybe just Hello How. Bye.